Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm living khoai lang các bạn nhé. Mình chọn là khoai lang vàng và khoai lang tím các bạn ạ. Khoai lang vàng và khoai lang tím các bạn nhé. Các bạn cho mình một chút muối vào nhé để mình ngâm cho hết liệu khoai lang nhé. Và các bạn cắt cho mình một quả chanh nhé để mình lấy nước cốt nhé. Để mình ngâm đấy, các bạn bóp cho mình hết vào nhé. Để cho cái liệu khoai lang nó hết đó. Và các bạn chuẩn bị cho mình một lạng nhé. Đây là khoai lang mình đã lạo rồi đấy, bỏ rồi. Và bây giờ mình sẽ bào cái khoai lang này ra, mình ngâm trong nước này các bạn nhé. Các bạn bào mỏng ra cho mình, thì sau đó mình ngâm độ 15 phút các bạn ạ. Thì mình sẽ vớt đi để mình chiên giòn đi, thì là mình sẽ được đi đun thôi. Với cách làm khoai lang living khoai lang này thì các bạn cũng làm giống như living khoai tây ấy. Các bạn bào mỏng cho mình nhé. Hoặc là các bạn mình còn hướng dẫn một cách nữa, mình sẽ làm theo lỗ nhé, đẹp hơn. Các bạn vừa rau cắt hoa nhé, các bạn cắt cho mình một cái xôi và một cái ngược nhé để tạo thành chiếc cọng với các bạn ạ. Hơi khó vì khoai lang của mình để héo rồi các bạn ạ. Nếu một khoai lang mà tươi ấy, thì mình cắt sẽ dễ lắm, một khoai lang sẽ khó cắt hơn khoai tây. Như thế này thì mình cắt nó hơi khó, các bạn tỉ mạnh vào nhé. Khoai lang này của mình hơi héo nên là nó độ cắt nó sẽ khó hơn là nếu mà tươi. Các bạn chọn khoai lang tươi ấy, thì mình cắt nó sẽ dễ hơn nhé. Mình thử cắt cho cái củ khoai lang trắng này xem nào, có dễ cắt hơn không? Mềm hơn các bạn ạ, khoai lang tím mình mua lâu rồi. Con bị xét. Nhiều lúc con ăn bim bim ở ngoài ấy, thì các bạn ngại là do sợ là dầu ăn người ta không đảm bảo, không đảm chất lượng ấy, thì các bạn có thể làm nấy nhé. Thì mình có thể làm cho các con nhà mình ăn nấy với bim bim mình tự làm như thế này, mà rất đơn giản, không mất nhiều thời gian các bạn ạ. Các bạn cắt đến hết cho mình nhé các bạn ạ, vì khi con dao thái hoa của mình không thái được nên thôi mình đành phải thái bằng dao này, và mình sẽ tỉa hoa các bạn ạ, tỉa hình ra hình con hoa để mình gọt ra để mình cắt nhé. Như kiểu các bạn tỉa hoa cà rốt ấy, cho nhìn cái màu bim bim lạ mắt thì nó bắt mắt các con nhé. Rồi mình lại thái mỏng ra các bạn nhé. Các bạn thái mỏng hết ra cho mình nhé. Sau đó mình cứ ngâm trong nước muối này và chanh này thì nó vừa hết nhựa và vừa có một chút mặn mặn ấy, thì sau mình chiên lên nó ngon hơn. Đây các bạn cắt hoa cho mình ra nhé. Mình cắt hết ra các bạn ạ. Thì sau đó mình ngâm trong nước muối và chanh như thế này này. Các bạn ngâm cho mình tầm 15 phút nhé. Thì là xong đó mình sẽ vớt ra, các bạn để ráo nước cho mình. Rồi mình sẽ cho lên chảo dầu nhé, các bạn cho nhiều dầu một chút nhé. Thì mình chiên lên nó sẽ nhanh và giòn hơn nhé. Rồi. Các bạn ngâm cho mình tầm 15 phút nhé, sau đó các bạn vớt ra rửa ráo cho mình nhé. Thế các bạn sau khi mình vớt ra mình để ráo rồi, bây giờ các bạn cho lên bếp để mình chiên lên nhé. Các bạn cho chảo lên bếp nhé và các bạn cho dầu ăn vào cho mình. Các bạn cho mình lượng dầu ăn nhiều thì khi mình chiên ấy, thì bim bim của mình nó sẽ nhanh được và giòn hơn nhé. Mình bật trái khác và hết mất rồi. Đây các bạn, khi dầu lắm thì các bạn cho mình bim bim vào nhé, à, khoai vào nhé. Đây mình thử xem khoai mình dầu lắm chưa. Đây các bạn. Và các bạn chiên với nửa vừa nhé. Đây các bạn, còn các bạn chiên cho mình nhé. À, với nửa vừa thôi các bạn ạ. Các bạn chiên cho mình đến khi nào bim bim của mình nó giòn là được.
Đây là mình làm hai loại bi đin và hai màu sắc khác nhau các bạn ạ. Một là tím, hai là màu vàng. Nhiều lúc các con thích ăn bi đin và có các màu sắc khác nhau ấy. Và hương vị cũng khác nhau các bạn ạ. Nhiều lúc mình không muốn cho các con ăn bi đin sẵn ấy. Thì mình sợ là dầu của người ta chiên ấy, không đảm bảo ấy. Nên là mình còn hạn chế các con ấy. Thỉnh thoảng mình mới cho các cháu ăn, còn đâu mà mình làm đi đi cho các con ăn thỉnh thoảng. Nếu là các cháu muốn ăn ấy, thì là mình tự làm mất công một tẹo thôi các bạn ạ. Hoặc là nhiều lúc con nhà mình ấy. Hôm nay con nhà mình học lớp 9 rồi các bạn ạ. Cháu thích ăn là cháu cũng tự làm đấy. Cái nào được các bạn vứt ra cho mình nhé. Chỉ cần nó giòn vàng giòn lên là được các bạn ạ. Thì các bạn cứ chiên hết cho mình nhé. Cái nào giòn các bạn cứ rắc ra chút, chín rồi mình rắc ra. Sau đó các bạn hãy cho chút vào cho mình. Mình chiên như thế này, cái riêng của mình sẽ giòn tan nữa các bạn ạ. Tay của bạn, các bạn mà khỏe, các bạn có thể dùng dao thái hoa các bạn làm thì nó đẹp hơn. Nhưng mình khoai này nó héo, nó cứng, để dai nên là mình không làm được. Nên mình đành một chiếu theo cách hoa này. Mình ngâm với nước muối các bạn ạ. Khoai của mình nó trắng lên ấy, nhưng mà đến lúc mình tắm ấy, nó có độ hơi ạ. Khi mình ngâm nước muối ấy, thì không nó mình rán này các bạn ạ, nó có vị hơi đậm đậm một kẹo. Mà đinh đinh của mình nó lại giòn tan hơn các bạn ạ. Thì các bạn ngâm xong và các bạn cho thêm một vài hạt muối vào nữa. Như vậy là mình đã sắp sửa có một đĩa đinh đinh khoai tây với hai màu sắc khác nhau rồi các bạn ạ. Bi đin khoai lang mình quên là mình gì thì mình hay chiên chiên bi đin khoai tây hơn các bạn ạ. Thế hôm nay mình làm bi đin khoai lang nên lại thành là nói nhầm mất. Thì cái nào được các bạn rút ra hết cho mình nhé. Không có là nó sẽ bị cháy đấy. Với dung dung này mình làm được dầu mình mua đảm bảo chất lượng. Mà khoai tây, khoai lang mình tự mua và mình tự làm đó. Những củ loại bệnh của mình đã không dùng đấy. Nên là dung dung của mình nó sẽ ngon hơn các bạn ạ. Không có phẩm màu gì cả. Nên người ta làm là người ta hay cho các phẩm, chút các thứ để cho màu sắc nó đẹp hơn đó. Đây các bạn, sau khi mình rán xong mình đã được một đĩa bim bim khoai lang như thế này rồi các bạn ạ. Với hai màu sắc khác nhau. Đây, mình ăn thử các bạn, giòn tan luôn. Với khoai tím và khoai đỏ và vàng. Với cách làm bim bim này rất đơn giản, các bạn có thể làm cho các con nhà mình ăn nhé. Với màu sắc thì các bạn có thể mua các loại khoai ấy, để mình làm các màu khác nhau. Chúc các bạn thành công với cách làm đi khoai lang nhé. Các bạn thích có thể làm cho các con nhà mình thưởng thức nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Mình xin dừng video tại đây nhé.